chết cây 6A4 rồi. Chết mấy cái ổ phần út này. 5.48. Giá là 12 cân. Nó có căng mới. Ngọc khá ok. Mình sẽ test lên cái tấm cốt pha này. Nhà không có cự ly pha dự test đến tấm này từ tầm 3m, 3m rưỡi cho anh em xem chơi vậy. Cái nỗ tròn tròn đây mình vừa test xong. Để mình bám dưới nuôi đấy một đoạn nhé. Mình đục cái lỗ bên cạnh cái lỗ có sẵn. Anh em chú ý chỉ làm lần thôi đấy. Một lỗ tròn xe này. Cái lỗ bên tay trái trên cái lỗ cũ đấy anh em nhé. Mình bắn khoảng 4 viên mà xem độ nó như thế nào. Cái ván thông đấy nó cũng gọi là mềm rồi, nhưng mà với cái cây 6A4 này mà bắn bục được này cũng là vấn đề đấy. Ui, gần như là thông luôn này. Mình sẽ bắn 5 viên. Nó phá lỗ to ra. Nói vỡ rồi. Lâu rồi không bắn thức cơ, bắn thú vị phết đấy nhờ. 3 viên, 2 viên này. Ôi giời. Đục lỗ. Lỗ hơi to, đục lỗ mang tiếng. Mình sẽ cố bắn cho gãy cái xước xước cho thành một lỗ to hẳn luôn. Rồi. Đây. Đây nhá. Kẹo nhét vừa luôn. Đây. Ngọt luôn. Để mình thử bắn tay. Úi giời, gãy toang luôn. Phần bia anh em nhé. Phần cái hẻm này.